Ok, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đăng ký tài khoản ngân hàng online tại nhà, hoàn toàn miễn phí, không mất tiền nhé. Và không những thế thì chúng ta đăng ký xong á, thì chúng ta sẽ có ngay cái số tiền là 50.000 cộng vào tài khoản nhé. Thì cái số tiền này hoàn toàn là chúng ta có thể sử dụng được. Các bạn có thể dùng nó để mua sắm này, để nạp điện thoại này, hoặc là để rút về cũng được nhé. Đó, thì rất là ngon. Ngoài ra thì cái ngân hàng này, ở đây là ngân hàng BIDV nhé, chương trình của ngân hàng BIDV, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam á. Ngoài ra thì hiện tại nó đang có thêm cái chương trình đó là giới thiệu bạn bè. Thì đây, các bạn có thể xem qua này, giới thiệu bạn này, thưởng vô hạn này. Đó, có nghĩa là chúng ta sẽ nhận ngay được 50.000 sau khi mà chúng ta giới thiệu được một người bạn thành công. Thì nó sẽ áp dụng đối với khách hàng mới là 50.000 nhé. Còn nếu mà chúng ta giới thiệu khách hàng cũ thì chúng ta chỉ nhận được là 30.000 thôi. Đó, ngoài ra thì cái người mà chúng ta giới thiệu nhé cũng sẽ nhận được là 50.000 luôn, cực kỳ là ngon. Và nó sẽ không có giới hạn cái số lượng chúng ta mời. Có nghĩa là khi mà chúng ta mời được hai người này thì các bạn sẽ có 100k, rồi ba người là 150k, hoặc là 10 người là 500k, 100 người là 5 triệu, cứ thế mà nhân lên nhé, không giới hạn luôn. Ngoài ra thì trong cái tuần này á, tuần lễ vàng á, từ ngày 26 tháng 4 này đến ngày 3 tháng 5 2021 á, thì nó sẽ nhân đôi cái giải thưởng. Có nghĩa là khi mà chúng ta giới thiệu bạn bè trong cái khoảng thời gian này á, thì chúng ta sẽ được nhân đôi cái giá trị lên. Có nghĩa là chúng ta giới thiệu được một người bạn thì anh em sẽ kiếm được là 100.000, hai người là 200 nhé. Và hết cái tuần lễ này ấy, thì nó sẽ quay trở về cái mức cũ là 50.000 nhé. Đó, cũng rất là ngon. Rồi thì đây là cái thông tin của chương trình cũng như là cái đường link đăng ký luôn. Thì mình sẽ ghim ở bên dưới cái phần bình luận và cái phần mô tả video cho anh em nhé. Các bạn vào đây và chúng ta sẽ thấy cái giao diện này. Và ở đây thì anh em sẽ tiếp tục đăng ký bằng cách là nhấn vào cái nút cài đặt ứng dụng nhé. Rất là dễ, chỉ cần nhấn vào đây thôi. Rồi ngay lập tức thì sau khi chúng ta nhấn vào thì nó sẽ dẫn anh em lên trên cửa hàng Play luôn. Hoặc là anh em sử dụng iPhone á, thì nó sẽ dẫn lên trên App Store. Và ở đây thì anh em sẽ thấy nó sẽ xuất hiện luôn cái ứng dụng Smart Banking của BIDV. Rồi chúng ta sẽ cài cái app này vào máy nhé. Ở cái bước này thì các bạn chú ý là chúng ta phải đăng ký thông qua cái đường link mà mình đính kèm bên dưới nhé. Thì nó mới đúng cái thể lệ và chúng ta sẽ nhận được là 50.000. Còn nếu mà anh em lên trực tiếp CH Play hoặc là lên trực tiếp App Store chúng ta tìm ứng dụng á, thì nó sẽ không đúng thể lệ và anh em sẽ không có 50k sau khi mà chúng ta đăng ký xong nhé. Ok, thì các bạn chú ý nhé, cứ vào lại cái đường link mà mình đính kèm bên dưới á, và nhấn vào cái nút này, cài đặt ứng dụng này để chúng ta đăng ký nhé. Rồi sau khi mà các bạn tải ứng dụng thành công á, thì chúng ta sẽ mở cái ứng dụng lên. Thì đây là cái giao diện bên trong của ứng dụng BIDV Smart Banking. Ở đây thì các bạn sẽ tiến hành nhấn vào cái nút là đăng ký nhé. Rồi tiếp theo thì nó sẽ hiện ra cái giao diện này. Và ở cái chỗ này thì các bạn chú ý nhé. Nếu mà ở cái giao diện này á, trên máy của anh em á, nó xuất hiện ra cái banner của chương trình á, là giới thiệu bạn này, thưởng vô hạn á, thì có nghĩa là chúng ta đã làm đúng cái bước nhé và đúng thể lệ. Thì làm xong chúng ta sẽ nhận được là 50k. Còn nếu mà nó không hiện ra cái banner này á, thì bắt buộc là anh em sẽ phải làm lại cho mình cái bước á, đó là chúng ta sẽ quay trở lại YouTube này và mở lại cái video của mình, sau đó nhấn vào cái đường link đăng ký của chương trình ở bên dưới á, thì nó sẽ hiện ra cái giao diện này nhé. Rồi sau khi mà nó hiện ra cái giao diện này thì anh em sẽ nhấn vào cho mình cái phần là đăng ký cho khách hàng chưa có thông tin tại BIDV. Nếu mà anh em đã từng có rồi thì chúng ta nhấn vào cái phần thứ hai nhé. Còn thông thường thì nếu mà khách hàng mới thì anh em cứ nhấn vào đây. Đó, nhấn vào đăng ký cho khách hàng chưa có thông tin tại BIDV. Rồi tiếp tục thì đến cái bước này thì chúng ta sẽ điền cái số điện thoại vào để đăng ký nhé. Anh em lưu ý là chúng ta nên điền cái số điện thoại của chúng ta vào nhé. Bởi vì đây cũng chính là cái số điện thoại để chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản ở trên cái ứng dụng này luôn. Đó, sau khi điền số điện thoại vào thì các bạn sẽ nhấn tiếp vào xác nhận này. Tích vào đây và các bạn sẽ kéo xuống. Đó, kéo xuống nhé. Chúng ta sẽ nhấn tiếp và tiếp tục. Rồi kế đến thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là cung cấp cái giấy tờ xác thực nhé. Thì các bạn có thể cung cấp cái căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân, hoặc là các bạn cũng có thể chọn cung cấp hộ chiếu nhé. Nói chung thì chúng ta có cái gì thì chúng ta sẽ sử dụng cái đó ở đây nhé. Bạn nào mà không có những cái giấy tờ này thì rất tiếc là chúng ta sẽ không có đăng ký được nhé. Ok, ở đây thì mình sẽ đăng ký bằng căn cước công dân. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào tiếp tục này. Rồi tiếp tục thì anh em sẽ chụp cái mặt trước của chứng minh nhân dân nhé. Các bạn sẽ chụp vào đây và nhấn vào chụp này. Rồi tiếp theo thì nó sẽ yêu cầu chúng ta xác nhận. Các bạn sẽ nhấn vào xác nhận nhé. Còn nếu mà cái hình mà chúng ta chụp á, các bạn thấy nó mờ này hoặc là nó không rõ nét á, thì anh em sẽ nhấn vào chụp lại nhé. Ok, tiếp tục thì chúng ta sẽ làm tiếp cái bước là chụp cái mặt sau của chứng minh nhân dân. Đó, các bạn sẽ chụp cái mặt sau vào nhé. Rồi chúng ta cũng nhấn vào xác nhận luôn. Ok, kế đến thì chúng ta sẽ chụp cái hình chân dung. Thì các bạn cứ làm theo cái yêu cầu của cái ứng dụng nhé. Cái bước này thì nó cũng khá là dễ. Và tiếp tục thì anh em sẽ nhấn vào đây. Rồi, nó sẽ hiện ra cái kết quả xác thực nhé. Những cái thông tin này thì nó sẽ tự động hiện ra cho anh em. Đó,
Các bạn kiểm tra lại một lần nữa nhé, sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào tiếp tục. Rồi kế đến thì chúng ta sẽ cung cấp thêm những cái thông tin chẳng hạn như là giới tính này, hoặc là nơi cư trú nhé. Cư trú thì anh em cứ nhấn vào có nhé. Tiếp theo là email thì anh em sẽ điền cái email của anh em vào. Và kế đến thì chúng ta sẽ chọn cái ngành nghề. Ở cái ngành nghề thì anh em nhấn vào thì nó sẽ hiện ra khá nhiều ngành nghề nhé. Các bạn sẽ chọn cái phù hợp với mình. Đó, tiếp tục thì chúng ta sẽ làm tiếp cái bước là chọn chức vụ nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn vào khác. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái chi nhánh để mở tài khoản nhé. Ở đây thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái chi nhánh của BIDV trên toàn quốc luôn. Thì anh em sẽ chọn vào cái chi nhánh nào mà nó gần mình nhất nhé. Đây mình chọn chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Rồi sau khi xong thì anh em sẽ đến cái phần là đăng ký, dịch vụ đăng ký này. Các bạn có thể tích vào cái ô là thẻ ghi nợ nội địa nhé. Nếu mà chúng ta muốn làm thẻ ATM thì cái thẻ này nếu mà chúng ta đăng ký thì nó sẽ chuyển về tận nhà cho anh em nhé. Còn nếu mà anh em không muốn đăng ký thì chúng ta bỏ tích đi nhé. Rồi nếu mà anh em đăng ký cái này chúng ta sẽ điền thêm cái địa chỉ nhận thẻ ở bên dưới này nhé. Và ở đây thì các bạn chú ý là chúng ta phải điền thật là chi tiết nhé, số nhà các thứ vào đây để người ta chuyển đến tận nhà. Đó, sau khi xong thì anh em sẽ nhấn vào tiếp tục. Nó sẽ hiện ra cái thông tin của chúng ta một lần nữa nhé. Anh em sẽ kiểm tra, sau đó thì nó sẽ gửi một cái mã xác thực về cái số điện thoại của chúng ta. Các bạn sẽ tiến hành là nhập cái mã xác thực vào đây nhé, 6 cái số đó vào đây và chúng ta sẽ nhấn vào xác nhận. Rồi như vậy là xong, nó hiện ra cái giao diện đăng ký như vậy là xong nhé, là thành công. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đợi một chút xíu để nó gửi cái thông tin đăng nhập cho chúng ta nhé. Cụ thể là nó sẽ gửi một cái tin nhắn chứa cái mật khẩu đăng nhập vào máy của chúng ta. Ok, như vậy thì khoảng tầm 2 phút sau thì mình đã nhận được cái tin nhắn chứa cái mật khẩu rồi. Bây giờ thì anh em sẽ quay trở lại cái ứng dụng BIDV Smart Banking nhé. Các bạn đăng nhập vào. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái số điện thoại mà chúng ta đã đăng ký vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ điền cái mật khẩu ở cái tin nhắn vào đây nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào đăng nhập. Kế đến thì ở cái lần đăng nhập đầu tiên này thì nó sẽ yêu cầu các bạn là đổi cái mật khẩu nhé. Thì ở đây anh em sẽ tạo một cái mật khẩu mới theo đúng cái yêu cầu của nó nhé. Mật khẩu thì sẽ có độ dài từ 8 đến 20 ký tự này. Rồi chứa ít nhất một ký tự số này, một ký tự chữ và một ký tự đặc biệt. Đó, ký tự đặc biệt thì có thể là cái dấu thăng này, rồi cái dấu sao này, cái dấu chấm than này, hoặc là cái dấu này nhé. Đó, anh em sẽ làm theo những cái mẫu này của nó này. Ok nhé. Bây giờ thì mình sẽ điền cái mật khẩu của mình vào. Rồi sau đó thì anh em sẽ điền thêm cái chứng minh nhân dân ở dưới này nhé. Và đồng thời thì bây giờ nó sẽ gửi về một cái mã xác nhận OTP ở trên cái điện thoại á. Thì các bạn sẽ nhập cái mã đó vào đây nhé. Sau đó chúng ta nhấn vào hoàn tất. Rồi tiếp tục thì nó sẽ yêu cầu các bạn là cài đặt mã PIN nhé. Chúng ta sẽ làm thêm cái bước này nữa. Các bạn sẽ nhấn vào cài đặt PIN. Và chúng ta sẽ tạo một cái mã PIN mới với 6 cái số bất kỳ nhé. Và chúng ta sẽ nhớ 6 cái số này để sau này khi mà chúng ta giao dịch á thì anh em sẽ dùng đến nó nhé. Ok, nó hiện ra cái giao diện này là thành công nhé. Đó, rất là dễ. Ok, như vậy thì mình đã tạo tài khoản và đăng nhập vào thành công. Thì các bạn thấy bây giờ nó sẽ có cái tên tài khoản của vợ mình này. Đó, cũng như là cái số tài khoản ở bên dưới này. Thì cái số này anh em có thể dùng để chuyển tiền nhé. Nếu mà sau này các bạn muốn người khác chuyển tiền cho mình thì các bạn cứ đọc cái số này lên. Đó, ở trong này thì nó sẽ có những cái tính năng chẳng hạn như là nạp tiền điện thoại này, rồi chuyển tiền nội bộ này, gửi tiết kiệm online hoặc là chuyển tiền trái ngân hàng này. Rồi tiếp theo thì nó sẽ có rất nhiều chức năng khác chẳng hạn như là thanh toán này, tặng quà này, chuyển tiền định kỳ này, bán ngoại tệ này, cực kỳ nhiều luôn. Hoặc là rút tiền tại ATM nhé. Ok, ở đây thì anh em có thể vào xem qua nhé, rất nhiều chức năng hay. Và để kiểm tra cái số dư, cái số tiền ở trong cái tài khoản của mình thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng hình con mắt nhé. Nó sẽ hiện ra cái số dư. Ở đây thì cái máy của mình đang là 0 đồng bởi vì đây là một tài khoản mới. Thì cái số tiền 50.000 sau khi mà chúng ta đăng ký thành công thì nó sẽ cộng vào tài khoản sau khi mà khoảng tầm 1 đến 2 ngày gì đó ha. Bởi vì bên ngân hàng họ sẽ cần phải xác nhận lại thông tin thì họ sẽ cộng vào đây cho anh em. Đó. Các bạn cứ yên tâm nhé, cứ khoảng 1 2 ngày gì đó họ kiểm tra lại thì nếu mà đúng thông tin các thứ thì họ sẽ cộng tiền vào. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách giới thiệu bạn bè để chúng ta kiếm thêm nhé. Để giới thiệu bạn bè thì anh em sẽ nhấn vào cái biểu tượng hình cái bánh răng ở bên dưới này. Rồi sau đó thì anh em sẽ vào cái mục là giới thiệu bạn thưởng vô hạn ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái thông tin của chương trình ở đây. Các bạn có thể xem qua nhé. Ở đây thì nó sẽ có thêm một cái thông tin đó là nếu mà anh em giới thiệu nhiều bạn bè và nằm trong top những người giới thiệu khách hàng nhiều nhất mỗi tháng thì nó sẽ thưởng nóng thêm cho các bạn là 5 triệu đồng nhé. Cực kỳ ngon luôn. Đó, các bạn có thể vào đây các bạn xem qua nhé. Rồi tiếp tục thì anh em sẽ nhấn vào cái tôi đã đọc và đồng ý này, tích vào. Và chúng ta sẽ nhấn vào giới thiệu ngay. Ok, tiếp theo thì các bạn sẽ nhấn vào chia sẻ ngay này.
Nó sẽ hiện ra những cái phương thức để chúng ta giới thiệu bạn bè. Chẳng hạn như là anh em có thể chia sẻ thông qua Zalo này, hoặc là Facebook này, hoặc là tin nhắn này, rồi Messenger này, rất nhiều, hoặc là Gmail nữa. Rồi ở đây thì mình sẽ dùng cái cách này nhé. Các bạn sẽ nhấn vào cái mục là sao chép vào khay này. Đó, sau đó thì anh em sẽ vào Zalo hoặc là vào Facebook gì đó ha. Mình sẽ đăng tin chẳng hạn đi. Vào Facebook đi. Rồi chúng ta sẽ đăng một cái tin lên trên này. Đó, chúng ta sẽ dán vào đây nhé. Các bạn sẽ dán cái nội dung chúng ta vừa copy vào đây. Rồi sau đó thì chúng ta nhấn vào đăng. Đó, ngay lập tức thì nó sẽ đăng cái tin này lên trên Facebook. Và sau khi mà bạn bè của chúng ta thấy cái tin này ấy, và họ nhấn vào đây. Nhấn vào đây. Rồi thì nó sẽ hiện ra cái giao diện đăng ký này. Đó, nó sẽ hiện ra cái nút cài đặt ứng dụng như từ đầu video đến giờ mình hướng dẫn cho anh em nhé. Đó, thì bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành là hướng dẫn cho bạn bè của mình nhấn vào cái nút này. Sau đó là tải cái ứng dụng BIDV về và tiếp tục là hướng dẫn họ đăng ký tài khoản này, rồi xác thực các thứ này. Và sau khi làm xong thì cả hai người sẽ có là 50.000 nhé. Cực kỳ là ngon luôn và cực kỳ là dễ. Thì đến cái bước này nó khá là dễ rồi ha. Anh em sẽ xem lại video và hướng dẫn cho bạn bè của mình làm như video của mình nhé. Rồi mình nhắc lại một lần nữa là cái đường link đăng ký của chương trình á, thì mình sẽ ghi ở bên dưới cái phần bình luận video nhé. Thì đây cũng chính là cái đường link giới thiệu của mình luôn. Thì nếu mà anh em nào ủng hộ á, thì các bạn cứ nhấn vào cái đường link bên dưới để ủng hộ mình nhé. Cái này thì mình sẽ không có ép anh em, bởi vì anh em thấy mình làm video hữu ích này, hoặc là thấy mình làm video nhiệt tình này, chia sẻ những cái thông tin giá trị cho anh em, thì anh em có thể ủng hộ mình nhé. Còn nếu không thì anh em có thể để lại cho mình một like này, một đăng ký kênh cũng được. Đó, nói chung là anh em đăng ký thông qua cái đường link của mình á, thì mình cũng có 50.000 và anh em cũng có 50.000 luôn, chúng ta sẽ cùng có tiền, coi như là chúng ta sẽ lì xì cho nhau trong cái dịp lễ 30 tháng 4 này nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.